Dạ em xin chào quý vị khán giả. Hôm nay mình chung với số cái đời của anh là anh Tuấn nè. Gia Lai ngày 10 tháng 3 2023 ba tờ. Rồi ba tờ nha quý vị. Anh này ba tờ này. Rồi Gia Lai. Anh 178317 078317 rồi ba tờ. Quý vị, ba tờ. Rồi để mình dò đó. Dò cái này cho anh rồi để mình vô Google mình dò luôn. Số miền Trung. Sao mà đi vô cho họ chứ. Đúng rồi đây. Ngày vậy là hôm nay là ngày 11 rồi đây, kéo xuống ngày 10. Anh trúng hồi bữa mà bữa nào đi nhận he. Gia Lai đây quý vị. Gia Lai đây. Đó, Gia Lai. Ngày 10 tháng 3. Đó, rồi để mình dò ngay ngon rồi mình trúng tiền nha anh. Đây. Ngày 10 tháng 3 số 17. Nó Gia Lai đi quý vị. Rồi Gia Lai này. Đó, 10 tháng 3 này đó. Rồi. Rồi đi chung tiền cho anh 300. Rồi mình quay không cho thấy mạc, anh không cho thấy mạc như vậy, do trúng ít quá cho trúng nhiều anh mới cho. Trúng nhiều quá cho. Đây 100 nè. 200 nè. 300 nè quý vị. Đó 300. Đầu vô tiền cho anh nè. Đó anh không cho thấy mạc nè, em không có quay mạc nha anh chị. Anh ở gần khu vực này thôi. À, khu vực nhà em anh ở gần đây thôi, anh ở bên xóm bên kia. Rồi anh 300 ngàn. Và giá bãi nha quý vị. Đó, tại giờ anh thường hay trúng chưa? Trúng giá bãi nhiều không? Giá tóm nhiều không? Cũng trúng nhiều phải không? Rồi vậy là cũng hay nghe giá sao anh mua, biết cũng hay nha. Người ta mua hoài khó trúng ngàn, có ông đi mua mấy năm rồi đó. Mà giá tóm cũng chưa rồi, nói vậy. Cháu điểm nhận đặc biệt luôn á. Rồi chung 300 đầy đủ nha. Rồi ngay ngon nha, tiền bỏ ngay ngon nha. Rồi anh đừng có mua thì mua nữa, không mua thì cũng không xu. Đâu thì cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái video của mình nha. Đó, vì vậy khán giả mua thì ngày em đưa video lên anh chị có mua với số thì Zalo các bạn số điện thoại 0968234712 nha anh chị. Rồi em đang chặt chân gọi cho khách nữa nè, là anh vô cho khách nha quý vị. Đầu video đến đây em cũng xin tạm dừng, cảm ơn quý vị anh chị cố gắng rất nhiều nha. Đó, chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài nha quý vị.